Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn 6 cái lệnh là sao chép theo hình chữ nhật được nha. Bây giờ ta sang trường hợp B. B là sao chép theo hình tròn, hình tròn, sao chép theo hình tròn. Chấm. Đối với cái trường hợp B này thì các bạn xây dựng hoặc là các bạn cơ khí chú ý trực tiếp vào cái hình này, vì khi các bạn vẽ là cái lệnh này sẽ dùng khá là nhiều. Đấy. Thì thế nào là sao chép theo hình tròn, thầy giải thích như sau. Các bạn chú ý này, giả sử các bạn có một cái hình tròn thế này, các bạn có một đối tượng ở trên đỉnh thế này. Bây giờ các bạn muốn xoáy tròn cái đối tượng này và chia đều xung quanh hình tròn này. Đó, thì chúng ta dùng cái lệnh array, được chưa? Thì sau này các bạn cơ khí có thể dùng nó để vẽ các cái bánh răng này, các cái chi tiết máy, được chưa? Thì dùng cái lệnh array nó chia đều chính xác và đảm bảo kỹ thuật. Đấy. Bây giờ để làm sao mà từ một cái hình này ta biến đổi ra hình này nha. Bây giờ ta sẽ đi nghiên cứu lệnh. Đầu tiên nào, sao chép theo hình tròn. Rồi, nhập lệnh. Nhập lệnh vẫn là AR. AR. Enter. AR Enter. Rồi, tiếp tục này. Anh em bấm đi. AR Enter. Được chưa? Rồi, tích chuột tròn đấy này. Polar Array. Tích chuột tròn Polar Array. Đây. Tròn. Po. L. A. Ray. Tròn Polar Array. Mở ngoặc. Tức là sao chép theo hình tròn. Sao chép theo hình tròn. Sao chụp theo hình tròn, được chưa? Rồi, Polar Array sao chép theo hình tròn. Rồi, đầu tiên chủ nhau. Rồi, các bạn thấy cái chữ center point đấy không? Center point này, center point có nghĩa là tấm sao chép. Ngay đầu dòng. Center này. Từ này. P O I N T hai chấm ship. Đây. Center point này, các bạn chọn chữ center point đúng không? Chuột thay chỉ này, center point, được chưa? Đấy. Đó là tấm sao chép. Tấm sao chép. Tấm sao chép mở ngoặc. Chính là gì hả? Chính là tấm hình tròn. Tấm sao chép chính là tấm hình tròn. Rồi, số dòng. Method đây, chỗ chữ method đấy không? Method là cách thức sao chép. Method. Method có nghĩa là cách thức sao chép. Cách thức sao chép này thì các bạn để mặc định. Để mặc định là trường hợp total number of item and angle to fill, có nghĩa là tổng tất cả các đối tượng được chia đều trong một góc đây, nhớ lời thay là được. Rồi, xuống dòng. Total number of item là số đối tượng muốn sao chép. Rồi. Total number of item là số đối tượng cần sao chép. Có nghĩa là các bạn muốn tạo ra bao nhiêu đối tượng thì các bạn nhập vào đấy bấy nhiêu. Ví dụ đây là 8 đối tượng thì các bạn đếm bên hình này, 1 2 3 4 5 6 7 8, thấy chưa? Rồi, angle to fill. Angle to fill. Angle g to view, angle to view
Đây này, các bạn chỗ chữ anger to feel không? Chuột thấy này, anger to feel. Đây, anger to feel này là góc tổng chứa, góc tổng chứa các đối tượng. Đấy. Thì góc tổng chứa các đối tượng là gì? Tức là khi các bạn cần array trong một hình tròn thì các bạn nhập 360 độ. Còn nếu các bạn muốn array trong một góc vuông thì các bạn chỉ cần nhập 90 độ là được. Đấy, thì hôm sau ta có cái phần luyện tập đó là sẽ có hai hình, một hình là phải array theo 360 độ, một hình là phải array theo 90 độ. Thì hôm sau lên lớp thầy sẽ chỉ rõ nha. Rồi, tiếp tục này. Anger between item có nghĩa là góc giữa các đối tượng. Thì cái này các bạn không cần quan tâm, nó sẽ tự tính, tức là nó sẽ lấy là góc tổng chia cho tổng đối tượng thì ra góc giữa các đối tượng. Các bạn thấy là 360 chia 8 bằng 45, thấy không? Rồi, tiếp tục này. Rotated item as copy. Đấy. Tức là nếu các bạn tích dấu V vô đây thì là khi sao chép các đối tượng nó sẽ xoáy và nhìn vô tâm. Còn nếu các bạn bỏ ra thì nó sẽ nằm ngang và không nhìn vô tâm. Này, đấy nhá. Nếu thầy bỏ ra này, các bạn thấy nằm ngang cả không? Hay như nằm ngang cả đấy. Mà bây giờ ta muốn xoáy hướng tâm thì các bạn tích vô đấy, nó xoáy hướng tâm. Thấy chưa? Rồi, ta ghi nhá. Xuống dòng này. Rotated item as copy là tích vào để xoay đối tượng hướng tâm, tức là nhìn vào tấm nhé. Tích vào để xoáy đối tượng hướng tâm. Được chưa? Rồi, xuống dòng. Cái trong dòng tiếp. Rồi, tiếp tục này. Có thể select object đấy không? Thì cũng giống như trong hình chữ nhật ấy. Select object là để chọn đối tượng sao chép. Đúng không? Rồi, ta ghi luôn. Select object. Select object. Select object tích vào cho đối tượng sao chép, tích vào cho đối tượng sao chép, enter. Đây thì giống như trong hình chữ nhật ấy, thì các bạn tích vào nó cũng trở về màn hình kẹt, các bạn quét tròn đối tượng enter thì nó cũng trở về hộp thoại này, vào cùng bấm preview để xem thử, thấy chưa? Rồi, giống, sao chép, hình, chữ nhật. Rồi, ok, bây giờ ta sẽ thực hành nha. Rồi, bây giờ này, bây giờ ta thoát cái này luôn. Rồi, bây giờ ta sẽ làm nha. Ví dụ này, có một yêu cầu là có một cái hình tròn thế này, có một chi tiết như thế này. Bây giờ chúng ta array xoáy tròn theo hình tròn này và ra thành 8 đối tượng như thế này. Ta cũng làm, được chưa? Đầu tiên, các bạn vẽ như thế một hình tròn có bán kính là 50. Các bạn nhập này, C, Enter. Tích chuột một cái, kéo ra, nhập 50, Enter. Đồng ý chưa? C, Enter. Tích chuột một cái, kéo ra, nhập 50. Rồi, các bạn bấm L, Enter. Các bạn đưa chuột lên góc phân tứ ở phân 12 giờ này, góc 12 giờ này, nhấp một cái, đưa lên trên, bật F8, nhập ra 20, Enter. Đó, thấy chưa? Ta được cái hình chưa? Bây giờ, để hình này, sang hình này, thì ta phải array cái này xoáy tròn và nhìn hướng tâm, nhớ này, xoáy tròn cả này và nhìn hướng tâm này. Đó, bây giờ ta sẽ làm nha. Các bạn nhập này, theo thầy luôn này, các bạn về xong hình chưa? Xong hình này. Vẽ một hình tròn bán kính 50 này, lên tơ này, tích góc 12 giờ này, vẽ lên 20. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện lệnh array nha.
Các bạn nhập lệnh này, A, R, R, Enter. Đó, rồi. Tích chuột tròn này, Polar Array. Đấy, tích của đấy này, tích của dầu nít này. Đó. Cái này là thế này đúng không? Bây giờ ta tích của đấy này, đúng không? Đó, tích vào Polar Array. Được chưa? Rồi, tiếp tục Center Point, tức là tròn tâm. Tâm sao chẹp chính là tâm hình tròn. Đấy, thì các bạn đưa chuột đến cái dấu nhân đỏ này. Có thể dấu nhân đỏ đấy không? Đấy, dấu nhân đỏ này. Các bạn tích vào đây một cái, tích vào đây một cái thì nó trở về màn hình kẹt, đúng chưa? Các bạn đưa lại gần hình này. Đó, miết miết tí này, nó nổi nổi tâm đúng không? Đưa chuột vào, nhấp tâm một cái. Đấy. Rồi. Total number of item, tức là tổng số đối tượng cần sao chép. Các bạn muốn mấy đối tượng? Như hình như đây là mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, thì các bạn nhập 8 vào đây. Được chưa? Rồi. Anger to fill là góc tổng chứa các đối tượng sao chép. Thì các bạn thấy tay ta đây là sao chép theo một vòng tròn, đúng không? Một tròn là 360 độ. Vậy thì các bạn nhập đây là 360 độ. Rồi. Rotated item AS copy. Đây, các bạn thấy các cái đường thẳng này nó đều xoáy và nhìn vào tấm, đúng không? Đấy, thì ta tích vào đây. Đấy. Tiếp tục. Select object là chọn đối tượng cần sao chép. Các bạn tích vào chỗ nhấn đỏ này. Đấy. Zoom to lên tí này, nhớ không phải quẹt cả hình như thế này đâu nhá. Các bạn chỉ chọn chắc cái mầm này thế này, vì cái mầm này nó sao chép mà, con hình tròn và năm nguyên. Đấy, thì các bạn tích cái mầm này này, tích cái mầm này một cái thấy nó rắn rắn nhá. Nó rắn rắn là đã chọn. Rồi, các bạn bấm Enter. Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó xoáy lên đây này. Rồi, các bạn bấm Preview. Preview xem thử và accept và đồng ý, được chưa? Đó, các bạn thấy không? Từ một hình mà ta xoáy phạt ra cả 8 hình, chia đều và đẹp, đấy nhá. Thì đối với những cái lệnh này thì các bạn cơ khí nhớ nữa, hay nhắc lại các bạn cơ khí là phải luyện thật nhiều và nhớ để sau này về những cái chi tiết máy như bảnh răng thì vô lắng, được chưa? Rồi, thay làm lại này, làm lại một lần để anh em nắm này nhá. AR Enter. Rồi, tích tròn Polar Array, được chưa? Rồi, Center Point, tích vào chỗ nhấn đỏ, đưa lại gần hình tròn, chạm hình tròn, hiện tâm, đưa vào bắt tâm, nhập một cái. Rồi. Tấu tắt năm bờ trên tem, 8 đối tượng nhập 8, 7 đối tượng nhập 7, về bao nhiêu đối tượng thì nhập bấy nhiêu vào đây. Angle to fill, góc tổng chứa đối tượng, tức là đây theo góc tổng nào thì là nhập góc tổng vào đấy. Rotated in tem AS copy, có là xoáy đối tượng không thì tích vào đây để xoáy nhá. Rồi, select object, tích vào chỗ nhấn đỏ. Đưa lại gần hình, nhập vào đường thẳng, nhập một cái. Enter, trở về điện thoại, bấm Preview xem thử, thấy chưa? Accept và đồng ý. Đây, vậy là thầy đã giới thiệu xong. Thì cái lệnh array này các bạn chú ý là xem kỹ video và làm lại cho thật cẩn thận. Nếu không làm được thì buổi tiếp lên lớp thầy sẽ hướng dẫn.